đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 15, chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Sau 3 ngày làm việc tích cực khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân thủ đô, tập trung trí tuệ cùng góp sức làm nên thành công đại hội. Đại hội của chúng ta vui mừng nhận được sự quan tâm sâu sắc cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt, những lẵng hoa tươi thắm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và một số tỉnh, thành phố chúc mừng đại hội. Đặc biệt, đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ đến dự và chúc mừng đại hội. Hôm nay, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do phải dự phiên họp quan trọng của Quốc hội, qua đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể đại biểu dự đại hội cùng cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thủ đô lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt chúc mừng đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội 16 đã thành công tốt đẹp.